Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0, Kiếm Tiền 8.0 gửi bạn chương trình iGrab của Top Càng Quay là B coi. Con này các bạn làm iGrab nó rất dễ mà rút tiền cũng mau lẹ lắm các bạn. Còn link mô tả thì em mới toa. Con này rút chưa được 3 ngày nữa, cập nhật với chưa được 3 ngày nữa các bạn tiền băng về các bạn. Rồi. Ai heo heo coi các bạn bấm vô ai hun. Như màu xanh các bạn. Rồi các bạn lướt cấp tra. Lướt cấp tra giống cái số này nè. Số 0. Các bạn gõ vào số 0 các bạn. Rồi, các bạn nhiệm vụ của nó khi tham gia group các bạn nhận được 500 top càng QLB, con này nó cứ list sàn mà list mấy cái sàn nhỏ. Một ghép là được 50 top càng các bạn. Rồi, các bạn vào join Telegram. Rồi các bạn join vào các bạn. Các bạn thoát ra. Các bạn join kênh Telegram thứ hai của nó. Giờ các bạn join vào các bạn. Cũng có rất nhiều người nước ngoài chơi các bạn. Rồi các bạn bấm join. Rồi các bạn lấy địa chỉ với ERC20 in token, chút wallet với Mew với MetaMask. Với gì cũng vậy, nền tảng ERC20 các bạn. Chọn ETH. Rồi các bạn xem. Rồi, các bạn vào con bot các bạn gỡ ra bot. Tự động với con này tự động rồi thanh toán trong vòng 3 ngày tự động về ví luôn các bạn, khỏi rút gì chứ. Rồi các bạn kiểm tra ví nha các bạn. Chúng mình đã CD rồi. Rồi các bạn bấm balance đi. Rồi mình đã nhận 500 token QLB coin. Rồi các bạn bấm vào nút invite nè các bạn. Để lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào claim more thôi. Như video này kết thúc nha các bạn. Cái này là thông tin của nó thôi, cái này đu top thôi. Mình không lợi mấy cái này đâu. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha.